đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Rất nhiều vụ tai nạn như vậy được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội để cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi này. Tình huống sau đây là một ví dụ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua tại ngã tư thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, được camera hành trình của ô tô đi đúng đèn tín hiệu ghi lại.